Ăn ốc sên có tốt cho bạn hay không? Thì ốc sên được tìm thấy ở khắp mọi nơi, và trong khi hầu hết những người làm vườn không thích chúng, thì một vài nơi coi ốc sên lại là một món ăn ngon. Mặc dù gây khó chịu cho nhiều người, nhưng ốc sên vẫn được tiêu thụ khắp nơi trên thế giới và là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Thì sau đây mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn về việc ăn ốc sên có tốt cho sức khỏe hay không. 1. Thông tin chung về ốc sên. Thì ốc sên có tên khoa học là Rhachiopoda, tên thông dụng tiếng Anh là Rhachiobot, động vật chăn bụng, ốc sên. Các chất dinh dưỡng chính: magie chiếm là 212 mg, mangan chiếm 23,3 mg, đồng chiếm 0,34 mg, sắt chiếm 2,98 mg, phosphor chiếm 2,31 mg, vitamin E chiếm 4,25 mg, chất đạm chiếm 13,69 g, vitamin B12 chiếm 0,42 microgram, choline chiếm 55,2 mg, vitamin B6 chiếm 0,111 mg. 2. Lợi ích sức khỏe của việc ăn ốc sên. Ốc sên là phân nhóm nhuyễn thể lớn nhất với 10.000 loài và 400 họ sống trên toàn cầu. Ốc sên phân bố ở mọi nơi sinh sống dưới nước và cả trên cạn. Hầu hết động vật thủy sinh và động vật biển là sinh vật đáy, trong đó có một số ít là động vật biết bơi. Một số loài ốc có toàn bộ vỏ bên trong và được bao phủ bởi da. Thì ốc sên chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe người sử dụng. Chúng di chuyển bằng cách xen kẽ các cơn co thắt cơ thể bằng cách kéo căng với tốc độ thấp 1 mm trên giây. Thịt ốc được coi là thực phẩm chất lượng cao, chứa nhiều protein và cũng là một nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. Nó chứa 15% protein, 80% nước và 2,4% chất béo, làm cho nó trở thành một loại thực phẩm thay thế cho những người yêu cầu chế độ ăn kiêng chất béo ít protein. Một là cải thiện chứng thiếu máu. Thiếu máu do thiếu sắt có thể gây ra các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, suy nhược, da xanh xao, đau ngực, nhức đầu, chóng mặt và khó thở. May mắn thay, ăn ốc có thể giúp giảm một số triệu chứng này bằng cách điều trị nguyên nhân cơ bản. Ốc là một nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, với một khẩu phần ốc có chứa 22% lượng sắt được khuyến nghị hàng ngày của bạn. Lợi ích thứ hai đó là cải thiện sức khỏe tim mạch. Cá thường được chú ý là cung cấp axit béo omega-3, nhưng ốc sên cũng là một nguồn cung cấp tốt. Omega-3 đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Chúng cũng có thể giúp giảm huyết áp, giảm đông máu và giữ nhịp tim ổn định. Thứ ba là nguy cơ tiềm ẩn của ốc. Một trong những rủi ro lớn nhất khi ăn ốc không đến từ chính con ốc mà từ cách bạn chế biến chúng. Một trong những lợi ích lớn của ốc sên là một nguồn protein ít chất béo, nhưng nấu chúng trong nước sốt bơ sẽ làm tăng lượng chất béo đó trở lại. Một số chất béo được lưu trữ trong động mạch. Những ống mỏng này mang máu giàu oxy đi khắp cơ thể bạn. Theo thời gian, chúng có thể bị tắc nếu tích tụ quá nhiều chất béo hoặc các chất khác. Động mạch bị tắc nghẽn có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Do đó, ăn nước sốt giàu chất béo cùng với ốc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc các vấn đề sức khỏe khác sau này trong cuộc sống. Ăn ốc sống trong một số trường hợp hiếm hoi có thể dẫn đến một bệnh gọi là bệnh dung phổi chuột. Dung phổi chuột là một loại ký sinh trùng có thể xâm nhập vào ốc nếu chúng tiếp xúc với phân chuột. Nếu bạn ăn phải một con ốc sống có ký sinh trùng này, bạn có thể bị nhiễm bệnh. Các dấu hiệu nhiễm trùng bao gồm nhức đầu, sốt, buồn nôn. May mắn thay, bệnh nhiễm trùng này có thể được ngăn ngừa miễn là bạn nấu ốc thật kỹ trước khi sử dụng.